Xin chào các bạn. Hello everybody. I'm Minh Trung, the member of Hanyu Academy. So good to see you guys. I'm come back in this episode to tell you hi, hoặc in Vietnamese. So hi and hoặc are the word translates at all in English. However, they are not the same in terms of the meaning. In this video, here are the key of the difference between hi and hoặc in Vietnamese. So, are you ready? In this lesson, we have two parts to practice with me. Part 1, grammar note and example. Part 2, practice. So, bắt đầu thôi. Hi. Hi is into giving a list of suggestion. And hoặc. Hoặc is used to talk about the single choice, either or between the possibility. And hi is often placed before the last option. And hoặc can be placed between option or before each option. Hi can be used to form a question, an affirmative and negative statement. And hoặc can only be used to form an affirmative statement. Example: Anh uống trà hay uống cà phê? Anh uống trà hay uống cà phê? Chị đi Huế vào ngày mai hay ngày kia? Chị đi Huế vào ngày mai hay ngày kia? Hoặc tôi sẽ viết thư hoặc gọi điện cho anh ấy. Tôi sẽ viết thư hoặc gọi điện cho anh ấy. Tuần này hoặc tuần sau anh Kim sẽ đến Việt Nam. Tuần này hoặc tuần sau anh Kim sẽ đến Việt Nam. You can rephrase like: Bạn ăn cái nào, phở hay bún bò? Bạn ăn cái nào, phở hay bún bò? You cannot say: Bạn ăn cái nào, phở hoặc bún bò? Bạn ăn cái nào, phở hoặc bún bò? You cannot say that. Part 2, practice, luyện tập. Điền hay hay hoặc vào các câu sau. Số 1. Anh đi hôm nay. Ngày mai. Hai, hè này tôi đi nghỉ ở Nha Trang, Đà Lạt. Chị ăn cơm, ăn phở. Cơm, phở, gì cũng được. Bao giờ anh về nước? Tuần này, tuần sau tôi về. Tôi, anh làm việc này. Anh, tôi. Anh thích xem phim, xem YouTube. Cô nào là hoa hậu? Cô mặc áo hồng. Cô mặc áo xanh. Cô thích uống cà phê G7, cà phê nét Việt. Quần dài, quần ngắn. Chị, em nấu cơm. Chị, em đều được. Anh thích xem phim hay xem YouTube? Anh thích xem phim hay xem YouTube? Cô thích uống cà phê G7 hay cà phê nét Việt? Cô thích uống cà phê G7 hay cà phê nét Việt? It's the end of the lesson today. Are you enjoying? If you have any question, feel free in the comment to let me know. And don't forget that always free PDF that go with today's lesson. If you want to download that, just click on the link in the description box.
And if you like this video, don't forget to subscribe this channel to learn more about Vietnamese. So, tạm biệt các bạn. Hẹn các bạn ở video lần sau nhé.